Kính chào quý vị khán giả và quý bà con đang đến với chương trình 365 Ngày Chuyển Động của Đài Phát thanh truyền hình Lâm Đồng. Thưa quý bà con, bán trái cây trị giá cả tỷ đồng nhưng đã 2 năm, hàng chục hộ dân vẫn không nhận được tiền. Câu chuyện buồn này của những người dân trồng cam quýt ở tỉnh Đồng Tháp cùng những thông tin sản xuất nông nghiệp đáng chú ý ở trong và ngoài tỉnh Lâm Đồng sẽ được chúng tôi liên tục chia sẻ trong chương trình hôm nay. Xin mời quý bà con cùng đồng hành với chúng tôi trong 15 phút của chương trình 365 Ngày Chuyển Động. Lâm Đồng công bố danh mục 113 thủ tục hành chính, lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn. Lâm Đồng có 33 doanh nghiệp tham gia tuần lễ nông sản Đà Lạt tại siêu thị Aeon Thành phố Hồ Chí Minh. Hàng chục nhà vườn miền Tây khốn khổ vì bị chủ vựa trái cây quỵt tiền. Chuyên mục con số hôm nay, giá mít Thái tăng trở lại. Chuyện nhà nông, nông sản Đà Lạt, Lâm Đồng đổ bộ Aeon Mall. Thưa quý bà con, mở đầu chương trình hôm nay sẽ là một thông tin đáng chú ý được ghi nhận từ Lâm Đồng. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành quyết định số 1484 trên QĐ-UBND công bố danh mục 113 thủ tục hành chính lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Theo đó, có 113 thủ tục hành chính, lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn, trong đó có 88 thủ tục cấp tỉnh, 38 thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban Nhân dân tỉnh và 50 thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, 17 thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện và 8 thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp xã. Thời hạn giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn giới hạn từ 1 đến 63 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối với thủ tục thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, 3 đến 60 ngày đối với thủ tục thẩm quyền giải quyết của cấp huyện và 7 đến 60 ngày đối với thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp xã. Riêng thủ tục cấp giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật đối với các lô vật thể vận chuyển từ vùng nhiễm đối tượng kiểm dịch thực vật thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thì thời hạn giải quyết là 24 giờ. Liên quan đến công tác xúc tiến thương mại nông sản, Sở Công Thương Lâm Đồng cho biết, từ ngày 8 đến 14 tháng 7 năm 2019, tuần lễ nông sản Đà Lạt được tổ chức tại Trung tâm Thương mại Aeon Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình do Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng phối hợp tổ chức đã thu hút 33 doanh nghiệp nông sản thực phẩm tham gia. Aeon là một trong những nhà bán lẻ lâu đời nhất tại Nhật Bản và là một trong những tập đoàn thương mại bán lẻ lớn nhất trên thế giới. Hiện nay, Aeon có trên 16.000 trung tâm mua sắm, siêu thị, cửa hàng trên toàn thế giới. Trong đó tại Việt Nam, hệ thống trung tâm thương mại, siêu thị Aeon tập trung chủ yếu tại một số thành phố lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Đà Nẵng, Hải Phòng và Quảng Ninh. Hứa hẹn sẽ là một trong những kênh tiêu thụ đầy tiềm năng của nông sản, đặc sản Đà Lạt, Lâm Đồng. Tuần lễ nông sản Đà Lạt diễn ra tại trung tâm thương mại Aeon Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh là dịp doanh nghiệp tỉnh Lâm Đồng được hỗ trợ quảng cáo, tiếp cận đến khách hàng Thành phố Hồ Chí Minh. Đồng thời qua chương trình này, các doanh nghiệp Lâm Đồng có cơ hội để trở thành nhà cung cấp của siêu thị Aeon. Tại sự kiện lần này có 9 doanh nghiệp thuộc ngành trà, trái cây sấy đông lạnh, đông trùng hạ thảo, mật ong được ký kết đưa hàng vào bán tại hệ thống Aeon. Và trong một chuyện nhà nông ở cuối chương trình ngày hôm nay, chúng tôi sẽ tiếp tục chuyển đến quý bà con những ghi nhận đậm nét về câu chuyện này. Thưa quý bà con, giá thấp, diện tích trồng tiêu giảm hàng ngàn hecta nhưng sản lượng hồ tiêu 2019 vẫn tăng đáng kể. Theo Cục Trồng trọt, giá hồ tiêu từ đầu năm tiếp tục giảm so với những năm gần đây. Đầu vụ giá khoảng 40.000 đồng một ký, từ đầu tháng 6 đến nay giá có tăng lên, hiện từ 45.000 đến 47.000 đồng một ký. Do giá hồ tiêu giảm thấp nhiều năm liền làm ảnh hưởng đến thu nhập của nông dân, dẫn đến mức đầu tư chăm sóc giảm, nên nhiều vườn cây hồ tiêu sinh trưởng kém, cây bị suy yếu, bệnh hại tấn công làm cho cây hồ tiêu bị chết. Dù vậy, sản lượng hồ tiêu vẫn tăng khá nhiều do năng suất chung vẫn tăng. Cụ thể, tổng diện tích hồ tiêu cả nước hiện là 145.447 hecta, giảm khoảng 4.000 hecta so với năm 2018. Năng suất 25,5 tạ trên 1 hecta, tăng 1,2 tạ trên 1 hecta và sản lượng khoảng 300.000 tấn, tăng 45.000 tấn so với năm 2018. Năm tháng đầu năm 2019, xuất khẩu hồ tiêu ước đạt 144.000 tấn và 372 triệu đô la Mỹ, tăng 33,2% về khối lượng nhưng giảm 2,4% về giá trị so với cùng kỳ năm 2018. Giá tiêu xuất khẩu bình quân 4 tháng đầu năm 2019 đạt 2.621 đô la Mỹ một tấn, giảm 25,9% so với cùng kỳ năm 2018. Giá tiêu đang ở mức thấp so với nhiều năm do nguồn cung lớn. Dự báo trong ngắn hạn, thị trường hạt tiêu toàn cầu vẫn chịu áp lực giảm giá do cung vượt cầu. Thời gian tới, giá hạt tiêu toàn cầu chưa thể phục hồi trở lại, song tốc độ giảm sẽ chậm lại. Liên tục chương trình, hàng chục nhà vườn miền Tây khốn khổ vì bị chủ vựa trái cây quỵt tiền. Chuyên mục con số hôm nay, giá mít Thái tăng trở lại. Chuyện nhà nông, nông sản Đà Lạt, Lâm Đồng đổ bộ Aeon Mall. Xin được chuyển đến những thông tin rất đáng chú ý khác liên quan đến hoạt động sản xuất của bà con nông dân các địa phương trên cả nước. Thưa quý vị và bà con, vì tin tưởng một chủ vựa lớn trên địa bàn xã Tân Thành, nhiều nhà vườn ở các xã Long Hậu, Tân Thành, Tân Phước và Vĩnh Thới, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp đã bị chủ vựa trái cây không thanh toán tiền mua cam quýt suốt 2 năm qua. Sự việc này khiến người dân địa phương vô cùng khốn đốn, hàng chục nhà vườn lâm vào cảnh màn trời chiếu đất vì ôm nợ. Những cô chú ngồi đây, ít thì bị vựa trái cây Minh Thùy nợ vài chục triệu, nhiều thì hơn 1 tỷ. Bà con cho biết, mỗi lần cân quýt, chủ vựa là bà Trần Thị Minh Thùy đều ghi toa và ký tên. Thế nhưng chủ vựa quýt này không trả tiền một lần mà đề nghị trả dần cho bà con. Sau đó trốn tránh, dẫn đến hàng chục nhà vườn phải lâm vào cảnh ôm nợ. Tôi ra tôi nói thì ơi, bây giờ mày trả đỡ 30 triệu đi, tao nợ ngân hàng 30 triệu. Là thôi, ông Hiền đứng tên, bà đâu có đứng tên mà bà đòi. Đó, rồi tao nói vậy chứ bán chung chứ mà cho mày đó, rồi sao mày nói vậy? Không trả, rồi của con tôi là được 7 triệu ha. Mà đòi nó gần chết luôn đó, bây giờ còn 1,3 triệu nữa mà tôi đau, tôi nằm bệnh viện 5 tầng mà tôi năn nỉ nó trả, nó cũng không trả. Đã có 14 hộ phải lao đao vì số tiền bán quýt lên đến hàng tỷ đồng nhưng chủ vựa lằng nhằng không chịu trả, bắt buộc họ phải nhờ đến cơ quan chức năng cầu cứu mong lấy lại được số tiền của mình. Thì hiện nay người dân khởi kiện hợp đồng mua bán đối với bà Trần Thị Minh Thùy. Thì trong việc mua bán này chủ yếu là mua bán về trái cây thôi, thì hiện nay thì tòa đã thụ lý là tổng cộng là 15 đơn nhưng đã giải quyết được 14 đơn, thì tổng số tiền là khoảng trên 2 tỷ. Thì hiện nay cơ quan thi hành đang thi hành. Cứ tưởng khi tòa hòa giải thành thì nhà vườn sẽ được chủ vựa trái cây này trả lại tiền, thế nhưng câu chuyện trên lại diễn biến theo chiều hướng khác. Đương sự đã không làm theo hòa giải, cố tình không trả tiền thu mua quýt cho chủ vườn. Người thì gia đình ly tán, người uất nghẹn sanh bệnh tật trầm kha, sống trong phập phòng lo sợ trước cảnh đất đai nhà cửa sẽ bị ngân hàng hóa giá vì giấy tờ đã mang đi thế chấp. Hứa đàng hoàng cái bà hứa trả mà bà không trả, qua thì cuộc hình án nó bà giờ hết tài sản rồi. Hiện ngành chức năng đang vào cuộc để xử lý nhằm trả lại công bằng cho các nhà vườn để an tâm sản xuất. Xin được chuyển đến một câu chuyện khác, câu chuyện được ghi nhận từ tỉnh Bình Định. Thời tiết nắng nóng cộng với không có mưa trong nhiều tháng qua đã làm nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh Bình Định thiếu nước sinh hoạt và sản xuất. Tại huyện Hoài Nhơn, hơn 3.000 hecta lúa vụ hè thu năm 2019 thiếu nước nghiêm trọng, hàng trăm hecta cây trồng đang bị khô héo, nhiều diện tích cây trồng rơi vào tình trạng không thể cứu vãn. Gần một tháng trở lại đây, bà con nông dân ở thôn Phú An, xã Hoài Hương, huyện Hoài Nhơn đứng ngồi không yên vì 100 hecta lúa hơn 2 tháng tuổi bị khô héo lụi tàn. Người dân tìm nhiều biện pháp giải cứu nhưng đành bất lực nhìn cây lúa chết dần theo ngày tháng. Những cánh đồng lúa non xanh mơn mởn chuyển dần qua màu vàng úa, cháy khô, mặt ruộng nước nẻ, khô khốc. Nhà tôi có 5 sào ruộng, thời tiết là 5-6 tháng nay là không mưa, bây giờ là làm mấy sào ruộng là bây giờ là mất mùa hết. Không chỉ thôn Phú An, xã Hoài Hương mà hiện nay tình hình khô hạn đang xảy ra ở hầu khắp các xã trên địa bàn huyện Hoài Nhơn. Không chỉ có vậy, tình trạng đất nông nghiệp bị xâm nhập mặn đang ảnh hưởng trực tiếp đến việc canh tác sản xuất lúa. Tại nhiều cánh đồng, các đám ruộng khô khốc, nứt nẻ, cây lúa ngày một héo khô, chết cháy. Đến thời điểm này, toàn huyện Hoài Nhơn đã thống kê được trên 3.000 hecta lúa vụ hè thu bị hạn, trong đó hơn 600 hecta có nguy cơ mất trắng, hàng ngàn hộ dân bị thiếu nước sinh hoạt. Nắng nóng không chỉ ảnh hưởng mạnh đến cây lúa mà nhiều loại cây ăn trái khác cũng đang chịu những hậu quả nặng nề, như câu chuyện đang xảy ra tại huyện Cam Lâm của tỉnh Khánh Hòa. Theo đó, nhiều vườn trồng mận tại huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa sắp đến ngày thu hoạch đã bị rụng trái hàng loạt, rụng đỏ vườn khiến chủ nhà vườn xót xa, điêu đứng. Những ngày này, tại các nhà vườn trồng mận trên địa bàn huyện Cam Lâm, đi đâu cũng thấy mận rụng đỏ vườn. Dưới mỗi gốc cây mận đều bị nhuộm đỏ bởi hàng trăm, hàng ngàn quả mận đủ kích cỡ bị héo rụng. Bên cạnh các quả còn rất non, lại có rất nhiều quả đang sắp đến ngày thu hoạch đã gây xót xa cho các chủ vườn. Theo các chủ nhà vườn cho biết, hiện trạng mận rụng hàng loạt như trên là lần đầu tiên xảy ra trên địa bàn huyện này và đây được coi là một mùa khô hạn, nắng nóng khốc liệt nhất. Nhiều vườn mận đã bị thiệt hại đến 80-90%, trong đó có vườn bị mất trắng mùa vụ năm nay. Quý vị và bà con đang theo dõi chương trình 365 Ngày Chuyển Động và trong nội dung tiếp theo mời quý bà con đến với chuyên mục Con Số Hôm Nay. giá 26.000 trên 1 kg. Đây là giá mít Thái cao nhất được ghi nhận vào thời điểm tuần trước tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Sau thời gian rớt giá, giá mít Thái đang có xu hướng tăng trở lại. Cụ thể, thương lái thu mua 3 loại. Loại 1 trái to trên 8 kg một trái, giá 26.000 đồng 1 kg, cao hơn so với tuần trước 11.000 đồng đến 13.000 đồng 1 kg. Mít loại 2 từ 6 đến 8 kg một trái, giá 13.000 đồng 1 kg. Mít loại 3 từ 4 đến 6 kg một trái, giá 11.000 đồng 1 kg. Theo các vựa thu mua, thương lái Trung Quốc yêu cầu mít trồng không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, theo chuẩn Việt Gáp, Global Gáp và thu hoạch trái không bị rơi dập. Trên thực tế, người trồng mít hầu như không sử dụng thuốc và phân bón. Hiện nay, tỉnh Tiền Giang có hơn 6.000 hecta mít, diện tích cho thu hoạch hơn 3.700 hecta, năng suất 20,5 tấn trên 1 hecta, sản lượng 77.675 tấn. Hậu Giang có hơn 3.000 hecta mít, diện tích thu hoạch khoảng 1.400 hecta. Các tỉnh Vĩnh Long, Đồng Tháp, Sóc Trăng, Long An, diện tích mít không lớn, khoảng hơn 2.600 hecta, chủ yếu trồng xen trong vườn cây ăn quả. Thưa quý vị, nội dung tiếp theo của chương trình sẽ là thời lượng dành cho chuyên mục Chuyện Nhà Nông. Thưa quý bà con, nhờ vị trí địa lý đặc biệt, Lâm Đồng sở hữu nhiều tiềm năng, lợi thế đặc thù so với các địa phương khác trong phát triển nông nghiệp, đặc biệt là nông nghiệp công nghệ cao. Nhiều vùng chuyên canh tập trung được hình thành đang là vùng cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp chế biến nông sản thực phẩm của cả nước. Và đặc biệt là thời gian gần đây, công tác xúc tiến thương mại, đưa nông sản đặc trưng của Lâm Đồng vào các kênh phân phối hiện đại đã và đang mang lại nhiều hiệu quả tích cực. Với thông điệp Đà Lạt kết tinh kỳ diệu từ đất lành, tuần bán hàng này được tổ chức với mong muốn đưa những điều kỳ diệu của Đà Lạt và Lâm Đồng tới người tiêu dùng để giới thiệu với Aeon Việt Nam nói riêng và người tiêu dùng thành phố Hồ Chí Minh nói chung các sản phẩm chất lượng xuất xứ từ Đà Lạt, Lâm Đồng. Đây là một trong những cái hoạt động xúc tiến thương mại mà tỉnh Lâm Đồng cùng với lại Aeon mong muốn là đem đến các cái loại hàng hóa đảm bảo về yêu cầu về chất lượng cũng như là xuất xứ hàng hóa để cung cấp cho người tiêu dùng, đặc biệt là người tiêu dùng ở thành phố Hồ Chí Minh, và thông qua đó thì các cái đại lý cũng như là các cái nhà phân phối, các cái nhà cung ứng để trải nghiệm đồng mới tiêu thụ hàng hóa có thể xem xét để mà đặt các cái đơn hàng xuất xứ từ Đà Lạt, Lâm Đồng đến người tiêu dùng. Aeon là tập đoàn bán lẻ đến từ Nhật Bản với lịch sử hơn 250 năm, chính thức bắt đầu hoạt động tại Việt Nam từ năm 2009. Trong những năm qua, Sở Công Thương Lâm Đồng và Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Aeon Việt Nam đã có nhiều chương trình hợp tác kết nối giao thương, đặc biệt là trong việc thúc đẩy tiêu thụ nông sản. Sau buổi khai mạc, đã có 9 nhà cung cấp thuộc các lĩnh vực trà, trái cây sấy, đông trùng hạ thảo, mật ong và rượu đã được Aeon Việt Nam xem xét để làm việc, bàn kế hoạch hợp tác, đưa hàng vào siêu thị Aeon trong thời gian tới. Là một người đứng đầu hợp tác xã thì tôi cũng rất mừng, rất là vui khi mà được rất là nhiều các bạn khách hàng ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh đón nhận, và thông qua cái buổi giao lưu về doanh nghiệp thì chúng tôi rất là hy vọng là có nhiều khách hàng hơn biết đến về sản phẩm nông sản này, rất là tốt cho sức khỏe doanh nghiệp. Trong thời gian tới, Sở Công Thương Lâm Đồng mong muốn được thúc đẩy sự kết nối này để lan tỏa trên thị trường trong nước và tiến tới xuất khẩu các loại đặc sản của địa phương thông qua kênh của Aeon Việt Nam. Thưa quý bà con, nội dung chia sẻ đáng chú ý trong chuyên mục Chuyện Nhà Nông cũng đã khép lại chương trình 365 Ngày Chuyển Động hôm nay. Quý vị và bà con quan tâm, đóng góp, chia sẻ thông tin, vui lòng gửi email về chương trình tại địa chỉ 365 ngày chuyển động ltv@gmail.com hoặc gọi điện qua số điện thoại 02633 829 930. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai.